Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đào Bình Đức Vi Tào Lão Chào Bế Đào Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lâu Tà Ly. Đây là cặp đấu rất đợt đáng xem. Sân của anh Chính Vũng Tàu, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu. Đi trước mà đông kính của Lâm là tem của Minh Vui, đến từ Tây Ninh. Hai nồ Bình Khải Bà Rịa Vũng Tàu và Minh Vui chuyền hai. Còn bên kia là Sang Thứ Chí Thông và Khang Lùng cùng tấn cao. Một quả ăn bóng bất hai quá hay của Khang. Còn đây là Mr. Phan, hiện tại bây giờ đang cũng phụ trách cho sân này và taxi. Biển số 1 cũng đến từ Gò Sòi. Quá ghê, dạ quá ghê. Còn đây là Khương Tứ Nha, tài xế cho Đại Lâm. Quá ghê, Phước Bình Phước Thái. Quá ghê cho Khải. Khải giờ đang lấn lên lắm nè. Khải đang lấn lên. Tỷ số tại giờ là 1-1. Hai nồ Tân Hưng tay trái, Khải tay phải, Minh Vui chuyền hai. Sang Thứ. Một quả cắt tốt của Sang Thứ. Quá hay cho Khải Vũng Tàu. Đang vô hàng và vô hàng. Còn bên đây là Thọ Mắc Kinh cũng đang tác nghiệp tại sân này cùng Đại Lâm các bạn. Và ông Bầu Kha sau lưng. Còn có ngồi với Tài Súng Trường Trắng Bom Hồng Cơ Bắp. Minh Vui phát bóng hồng. Cái tên Minh Vui thật sự rất ấn tượng. Ba ba ơi cứu con đã mới xuất hiện trở lại. Và phòng thủ tốt cái gì đâu. Sang Thư. Quá ghê. Tỷ số tại giờ là 4-2. Hai nổ. Một pha công lưới không tốt của hai nổ. Phản công 5-2. Sang Thứ Chi Thông tấn cao và căng lùng. Khải là người của Bà Rịa Vũng Tàu và có một cái bà mẹ đây, bà mẹ rất đam mê, đang ăn cơm luôn kìa, ủng hộ con lúc nào cũng thi đấu. Ok, xin chúc cho bà mẹ luôn sức khỏe. Bà mẹ của Khải rất đam mê và nhiệt huyết. Bà mẹ ơi, cô lên bà mẹ ơi. Một pha kết thúc quá tốt của Chí Thông. 6-4. Các bạn thấy như thế nào? Minh Vui vẫn là Minh Vui ngày nào. Minh Vui vẫn lần tung lóc chóc như ngày nào. Nếu không có gì thay đổi, ba ba ơi cứu con. Bảy bốn. Khải. Quá kỹ thuật, quá đẳng cấp pha bóng vừa rồi của bãi biển của Khải. Một quả gõ cổ tay quá ghê.
bình đội cho Minh Vui phát bóng. Cơ hội cho Khải. Quá tuyệt vời một pha phản công. 6-7. Sang Dược Thứ giờ có một quả dội bơm quá ghê. Quá ghê. Một cú nã để bác quá ghê của Sa Thứ. Chính sao? Một pha xử lý quá hay của hai đầu. Là nước mà làm con uống rồi rửa uống rồi, nãy giờ cát con. Mình vui. 7-7. Một pha công lưới tốt của Sa Mỹ Tứ. 17. Một pha công lưới tốt của Khải. 80. Các bạn hãy thông cảm các bạn ơi, sân này có mái che bích tùm lum tới là tụi lên thiếu ánh sáng nhiều các bạn ơi. Tại vì có nguyên cái mái che trên giống như trong nhà mình rồi các bạn ơi, không đủ ánh sáng. Mười một tám. Ăn cơm chưa? 12-8. Hai nâu. Một pha phòng thủ quá hay của Chí Đông. 13-8. Một quả phát bóng hỏng của Chí Đông. 93. Bình vào thấy Minh Vui phát bóng. 1 pha kết thúc tốt của Chí Đông. 14-9. Một quả quan sát quá hay của Minh Vui. 10-14. Một pha kết thúc tốt của Sa Mỹ Thư. Kết thúc trận đấu đầu tiên. 15-10. Đang nghiêng về cho Chí Thông, Sang Thư, Tấn Cao và Khang chị hai. Đây là trường trắng bơm hồng cơ bắp.
Ok, ok. Em bảo em nghe đây.